cũng là có thật cho quý vị. Tại sao? Rất nhiều câu chuyện tôi chưa tiện nói cho mọi người nghe. Chứ không phải là tôi ngu, tôi dốt, tôi không hiểu biết đâu. Bây giờ quay ngược trở lại nói rằng là tôi theo phản động rồi tôi thương yêu tụi phản động. Không hề. Nếu có đó ha, thì tôi đã không phải như vậy rồi. Đúng không? Ôm ấp thế này thế kia. Thôi, một con người mình thấy người ta đau khổ là mình phải chia sẻ người ta, chứ mình là con người mà. Mình đâu phải xúc vật đâu mà mình không biết đau xót trước cái cảm xúc của người khác. Đúng không? Giờ quay ngược lại, nói tôi là Việt Tân, nói tôi là hả trong đồng bọn tụi nó thế này thế nọ thế kia, xưa rồi nhiễm. Tôi chỉ biết đi kiếm tiền thôi. Chỉ biết đi kiếm tiền giúp người thôi. Dạ em chuẩn bị họp anh. Có biết không? Cho nên biết không? Cho nên biết không? Cho nên biết không? Cho nên ông không còn cửa nẻo nào với xã hội nữa hết á. Thích mai lên đăng hàng nói chuyện tiếp, được chưa? Đó, hôm nay tôi đã nói rồi, tôi đã âm thầm tôi rút lui, tôi chơi một cuộc chơi pháp lý. Tụi bay cố gắng chửi tao nữa đi nha. Cố gắng đi. Ta không cần cãi nhau với tụi bay trên mạng xã hội đâu. Bởi vì ta đã nói là ta không muốn một cái gì trên mạng xã hội hết. Nhưng ngày hôm nay ông rút lui thì tới phiên tôi nói. Tôi sẽ nói và ông thích, mời ông lên nói tiếp. Nghe ông Hoàng Vĩ Hùng, một người đàn ông vô liêm sỉ mất nhân cách để tấn công một người phụ nữ không hề quen biết. Bởi vì sao? Không đạt được mục đích của mình. Cái nữa đó là tại sao đụng với ông Minh Tuệ, ông dễ đạch, ông đau đớn vậy. Và tại sao đụng với bà Diệp Tân, ông lái dư luận đi qua một hướng khác. Ông có trong đó không mà sao ông lo lắng dữ vậy? Ông hoang mang đến tột độ vậy. Hả, hay ông bị gì vậy? Đúng không quý vị? Chúng ta phải đánh một dấu hỏi. Và ngày hôm nay vô tình mọi người đang xem YouTube lên kênh Dân Đất Việt sẽ thấy rằng ở bên Mỹ nó tổ chức một cuộc họp, nó đem ông Minh Tuệ ra, nó đòi giải cứu ông Minh Tuệ và kiện cả Việt Nam. Hãy vào kênh Gất Việt mà xem như những gì bà Việt Tân nói với tôi và cái cuộc họp đó nó có trùng hợp hay không. Hãy vào kênh Gất Việt mà xem. Bây giờ thì đến giờ tôi đi họp rồi, tôi vẫn đi làm, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường nha quý vị. Quý vị thấy em đẹp không? Rất ư là xinh đẹp. Cô đẹp quá mọi người ơi. Dạ, kính chào cho mọi người nha. Dạ, tôi phải đi vào phòng làm việc nói chuyện với quý vị xong rồi tôi sẽ đi học với quý vị. Anh chỉnh cam lại cái nha mọi người. Xin kính chào tất cả quý vị cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Hôm nay quý vị khỏe khỏe không? Thôi thì đi chơi mới về nhưng mà cũng muốn tâm sự với quý vị chút xíu. Trước khi tôi cái đèn trắng á. Tắt cái đèn trắng. Anh bật cái đèn nhẹ. Đúng rồi. Tôi muốn chia sẻ với quý vị chút xíu. Thậm chí là con có thể để cái cây là ngay trước mặt cô nè, để cô còn giao lưu để thấy mọi người thấy cô. Ok. Thì hôm nay thì tôi cũng có đôi lời. Chị xinh đẹp ơi, xinh đẹp không quý vị? Hôm nay thì tôi có 30 phút, hơn 30 phút để giao lưu với quý vị. Sau đó là tôi có một cuộc họp tổng công ty với quý vị, tổng thể của công ty. Thì đầu tiên á,
thì tôi sẽ nói thẳng với một vài vấn đề. Trước nhất á, là tôi muốn gửi đến anh Hoàng Duy Hùng. Anh nói xong chưa? Anh nói xong thì bây giờ tới lượt Phương Hằng tôi nói. Và quý vị cũng biết rằng là sau một sự trải nghiệm thì tôi không có hồ đồ đâu nha quý vị. Quốc là không trượt phát nào nha quý vị. Mọi người chia sẻ cái phiên live này để biết rằng là tôi rất là khỏe mạnh và rất là bình yên. Tôi gửi lời đến anh Hoàng Duy Hùng. Trước nhất là không nói ra thì không ai biết anh là ai. Anh nói rất là nhiều về tôi, nhưng tôi chưa một lần phản biện lại, hay là tôi có một thái độ gì bất kính với anh cả, mặc dù là anh nhỏ hơn chồng của tôi nha quý vị. Nhưng ngày hôm nay tôi dứt khoát sẽ nói rõ với anh. Đầu tiên, tôi sẽ chơi cuộc chơi pháp lý với anh, bởi vì là anh không phải là người Việt Nam. Tôi sẽ gửi đơn đến Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Việt Nam, cũng như Bộ Ngoại giao xin trục xuất anh ra khỏi nước Việt Nam này. Đó là cái điều tôi chơi pháp lý với anh đầu tiên. Cái thứ hai á, là anh đã vội xóa đi những cái, anh quyết định tử hình tôi, anh dùng những cái lời lẽ rất ư là khốn nạn. Không ai có tư cách để nói tôi câu đó, bởi vì tôi không làm gì đụng chạm đến anh. Và hôm nay tại sao tôi lên tôi nói cái line này thì quý vị hãy lắng nghe. Khi tôi đi tù, anh Hùng có tìm nhiều người đến để liên lạc với chồng tôi và một nhóm luật sư bẩn thuê khách sạn ở gần nhà tôi để níu kéo mong muốn chồng tôi thuê họ làm luật sư để chống đối cái lệnh cái gọi là cái bộ luật 331 của Việt Nam này. Là những thằng luật sư y như bên Thiền Am, bên bờ tan nát và hiện nay đã đang trốn lệnh truy nã. Anh dùng chúng tôi để làm con cờ có không anh Hùng? Anh tìm mọi cách để liên hệ với anh Dũng và anh nói rằng anh muốn làm cố vấn cho tôi, bởi vì cái thời điểm đó anh khen tôi nức nở. Nhưng mục đích anh không thành. Anh vô cớ anh chửi rủa tôi là bởi vì sao? Anh thực hiện mục đích đó không được. Có không anh Hùng? Anh nghĩ rằng tôi sẽ bất mãn, tôi sẽ thế này thế kia, và anh sẽ làm cố vấn cho tôi. Không ai có tư cách đi làm cố vấn cho tôi. Quý vị muốn biết tôi như thế nào, hãy gõ vào xem CEO là gì. Và ngày hôm nay tôi lật mặt anh trước công chúng, là chính anh đã tìm tới để biết chồng tôi như thế nào. Anh làm cố vấn, anh có tư cách gì làm cố vấn? Cái bằng luật sư của anh đó để đi chùa đích, biết không? Bởi vì sao? Ở bên Mỹ anh hoạt động một thời gian nó có giá trị, còn anh không hoạt động nó thành cái đùi dẻ chùa đích, nó thành một cái tờ giấy báo chùa đích, biết không? Anh dùng những lời lẽ anh mạt sát tôi, anh làm tổn thương tôi, anh sát thương tôi. Với tư cách gì? Tôi làm gì mà anh đau đớn đến mức mà nhắc tới thằng Võ Hoàng Yên, nhắc tới thầy Minh Tuệ, anh đau đớn xót xa dữ vậy? Tôi đâu có đào mồ cuốc mã nhà anh lên, tôi đâu có đụng chạm nhà anh, thậm chí tôi không biết anh là thằng bá dơ nào. Lý do gì anh đòi tử hình tôi, anh khiêu khích tôi, anh chửi rủa tôi? Ngày hôm nay tôi lật mặt anh và tôi chính thức tôi kiện anh ra tới Bộ Ngoại giao và lãnh sự quán Mỹ. Anh lấy tư cách gì anh xúc phạm một doanh nghiệp như tôi, anh đòi tử hình tôi? Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không biết, mà không phải là tôi im lặng là tôi chịu nhục. Không phải đâu nha. Chơi là phải nét, cực nét thì mới chơi. Chơi dơ không chơi. Và cái thứ hai nữa đó, là riêng câu chuyện thằng Võ Hoàng Yên là một câu chuyện rất dài. Và tại sao tôi bị nó lừa, bây giờ thì có khi tôi mới nói. Quý vị nghe thì quý vị hiểu được bao nhiêu thì hiểu, còn quý vị không hiểu được thì từ từ quý vị sẽ hiểu. Bởi vì sao quý vị có biết không? Nó xưng nó là vua Lý Thái Tổ, mà vua thì phải chơi với vua. Và nó chơi với vua thì nó ghi âm vua nói gì làm gì, nó lập công để nó đưa những cái thông tin đó cho tôi và anh Dũng biết rằng là nó với vua thân cận tới mức nào. Đó là điều tôi không bao giờ nói được, bởi vì cái tình thế đó tôi không nói được.
Và tại sao tin nhắn nói với vua nhắn qua nhắn lại, hoàng hậu vợ vua nhắn qua nhắn lại, nó chụp nó gửi cho tôi để tạo ra niềm tin. Và khi tôi bị bắt đó, thì toàn bộ tin nhắn đó bị xóa sạch hết. Và tâm linh thì không đùa được đâu. Bỗng nhiên tôi bỏ cái sim điện thoại vào một cái vờ tu, tất cả tin nhắn hình ảnh đã khôi phục lại hết. Ông trời cao có mắt đó quý vị. Nếu tôi tung những cái tin này mà thằng Võ Hoàng Yên nó đi bán đứng những người gọi là vua với nhau á, thì liệu nó có sống nổi không? Từ những đoạn ghi âm nó nói chuyện với vua, với vợ vua, nó tung ra, nó đưa cho tôi với anh Dũng để tạo một cái niềm tin mãnh liệt. Và tôi tin. Vì tôi tin, tôi mới bị lừa. Mà vì bị lừa, tôi mới biết nó là ai. Và có rất nhiều người nói rằng là tôi mê thằng Yên. Tôi mê nó thì sao? Chẳng lẽ đau khổ lắm hay sao mà khi tôi mê một người khác? Chồng tôi không có người, không có ý kiến gì, mắc mớ gì mà đau khổ dữ vậy. Và kể cả thằng Thái Văn Đường, ngày 30 là ngày xử nó. Tại sao nó không tung cái đoạn ghi âm mà nó nói rằng là tôi hãy chuyển khoản cho nó bao nhiêu tỷ đó đi, nếu không nó sẽ tung. Sao nó không tung đi? Đừng cứ chơi nắng gân nhau như thế, dơ lắm. Một đời người sống rất là ngắn ngủi. Nhớ nha. Cái tiếp theo nữa đó là đánh phá vào công ty của tôi khi không đạt được mục đích. Bây giờ tôi chỉ với quý vị cái cách này nè. Hay lắm. Gõ vào công ty cổ phần Đại Nam, mã số thuế, tìm xem Đại Nam còn thiếu nợ ai đồng nào nữa không. Tìm đi, rồi tự giả vào mặt mình. Công ty tôi không thiếu nợ ai cả. Suốt một cái quá trình tôi đi tù, ở nhà anh Dũng đã trả hết nợ và đóng thuế rất là đàng hoàng. Cho nên tụi mày đừng có đánh phá vô nghĩa lắm nha. Cái não của tụi mày á không có cửa với những cái người hiểu biết như tao đâu. Và tiếp theo nữa là cái bà Diệt Tân á mất tiêu rồi quý vị. Sao bỗng nhiên mất tích luôn, mặc dù là nhiều người ra sức tìm kiếm khắp cùng mà không có tâm hơi hết vậy. Hỏi rằng sao bà không đi báo công an? Sao biết tao không đi báo công an? Sao hỏi ngu vậy? Mở cái não ra. Hỏi ngu cũng hỏi. Tao phải báo công an trước để tao tự vệ. Thấy chưa? Mai là tôi tự vệ. Bây giờ nó quay ngược lại. Nó kết tội tôi là cấu kết với Diệt Tân để mà đánh phá Dân Hoàng Nghĩa Hùng. Cái thù trong giặc ngoài, tội nghiệp ông quá hông hùng. Bây giờ ông trở thành nạn nhân bỉ ổi quá. Thật là nhục nhã quá cho một thằng đàn ông tự xưng mình là luật sư. Ông luật sư hả? Có khi ông gặp luật rừng nó mới phù hợp với ông. Đấy không? Hôm nay tôi mới nói bởi vì sao? Tôi đã nói rằng tôi bỏ cuộc chơi, tôi không muốn liên quan nữa. Nhưng muốn tử hình tôi, dùng những lời lẽ để sát phạt tôi, sát thương tôi, tổn thương tôi phải lên tiếng. Là bởi vì sao? Nếu ai chửi vợ ông có cam tâm không? Mà tôi đụng chạm gì ông? Cái thuyết âm mưu của ông bị bể ra cho nên ông dễ đạch đúng không? Bây giờ ông lên đàn, ông lên coi như là đăng đàn nói chuyện tiếp với tôi đi. Nói đi, tôi sẽ thư ra Bộ Ngoại giao và kể cả lãnh sự quán Mỹ để yêu cầu trục xuất ông vì ông đánh phá vào công ty Đại Nam và đánh phá vào cá nhân tôi, xúc phạm nhân phẩm của tôi. Tôi chưa từng quen biết với ông. Cái đồ bá dơ ai quen biết? Xong rồi đi xóa hả? Muộn rồi. Đi xóa những cái đoạn mà gọi là biết rằng dính vào 331. Đi xóa hả? Muộn rồi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chơi một cuộc chơi pháp lý. Con Dung nè, ha. Rồi thằng là bẫy gà nè. Đầy đủ hết. Tao đã nói rồi, cuộc chơi pháp lý bắt đầu. Đúng không? Nhưng đừng đi quá giới hạn. Luật nào cũng chơi. Cần thiết tôi chơi luật rừng với tụi bay luôn. Đi thưa đi. Đúng không? Một sự cái là dối trá điêu hoa, tụi bay tập kết với nhau. Tụi bay tôn thờ ông Minh Tuệ, cái đó là quyền của tụi bay. Tao không tôn thờ làm gì tao. Tao chỉ tôn thờ tổ tiên ông bà đất nước quê hương tao thôi. Cái nơi tao sinh ra là của quyền sức tổ, là tổ tiên ông bà.
còn tụi bay tôn thờ kìa bà, tụi bay mắc mớ gì, tao đã nói với ổng chưa, đã làm với ổng chưa, tụi bay vậy đạch vô hắn, tụi bay vậy như nước sôi đổ với hắn vậy, rồi súng nhau đi chửi tao, tụi bay không cam tâm đúng không? Yên tâm đi, cái con vịt tân này nè, nó lồi ra một ổ nữa đó, là tụi bay thả hồ, tụi bay tung hê nha. Đâu còn đó, chó chưa có thả đâu, tất cả những gì tao nói đều có hết, kiểm chứng lại đi, có nói sai không? Tao đâu có rảnh, tao đi nói sai, tao đi giả cho mặt tao. Nhưng mà tụi bay cố tình, tụi bay cố gắng, tụi bay làm nhục tao trước công chúng, nhưng tao không hề nhục. Đi tù tao còn chưa nhục nữa, tụi bay là cái gì? Tao đâu có đi lường gạt. Bây giờ tụi bay kiểm chứng lại hết đi. Chẳng qua là còn mỗi một cái là tao đẹp quá, tao nhiều chồng, tụi bay ức đúng không? Chẳng lẽ cái chuyện tao nhiều chồng, tao mê trai, tụi bay đau khổ dữ vậy sao? Lý do gì kỳ vậy? Tao đâu có đi hốt của ông bà nhà tụi bay, mà tụi bay đau đớn quằn quại như con chó dại vậy. Tụi bay mở bao nhiêu cái nếp giả, tụi bay vô tụi bay chửi tao, mà tao đứng rực rỡ, vẫn ngời ngời và biết bao nhiêu người thương mến tao. Có đúng vậy không quý vị? Cho nên đó, tôi nói với ông Duy Hùng á, cái loại của ông á không có trong mắt chúng tôi. Chính ông là người tìm cách để liên hệ lấy về làm cố vấn cho tôi. Ông có tư cách gì làm cố vấn cho tôi với anh Dũng? Cái bản thân ông có cái gì? Sao không tự coi lại mình đi? Khi mục đích nó không thành công, ông quay qua ông chửi rủa tôi vô cớ, mặc dù tôi không biết ông là thằng bá dơ nào. Có đúng không quý vị? Bây giờ ông im, tới phiên tôi nói nè. Tôi nói xong tôi sẽ lật mặt ông ra. Nếu như tôi chửi vợ ông như ông từng chửi vợ ông Dũng là voi á, ông nghĩ sao? Tư cách gì? Ông tư cách gì ông chửi tôi? Ông đòi tuyên án tử hình tôi. Có đúng không quý vị? Tôi làm gì ảnh hưởng tới ông? Tôi làm gì nguy hại tới đất nước này mà đòi tử hình tôi? Cái miệng của ông nói ra rất là tàn nhẫn. Con vợ ông mới 21 tuổi à? Ông có tin là 10 năm, 20 năm nữa nó không cắm sừng ông không? Ông có tin ông sống như đó bây giờ bỗng nhiên ông bị đột biến, đột quỵ, ông nằm chỗ, ông nghĩ là vợ ông chung tình với ông không? Ông có bằng chứng gì mà ông nói tôi cuồng cuộn thế này thế kia? Ông có cuồng cuộn không? Bây giờ ông hỏi đi, ông nằm kế một con vợ á, nó đáng tuổi cháu ông ôm ấp á, ông húp lọc. Muốn mò tới Đài Nam làm cố vấn. Ông tư cách gì mà mò cho Đại Nam làm cố vấn cho tôi với anh Dũng? Cái trình độ ông chỗ nào? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đụng chạm. Ông chửi tôi đã im lặng rồi. Nhưng khi ông đòi tử hình tôi mới nghĩ ra một điều. Thằng nào bố láo vậy? Tại sao đòi tử hình tôi? Ông có tư cách gì? Bây giờ bỗng nhiên á, một người nào đó lên chửi vợ ông xong rồi á, rồi tử hình con vợ ông. Ông thấy sao? Vậy thì ông có hiểu là cái cảm giác của anh Dũng khi mà ông nói nghĩa là ông đi quá giới hạn không? Mà ông là thằng đàn ông. Ông nói ông có ăn có học. Thấy không? Luật sư. Thấy không? Mà toàn nói chuyện luật rừng. Luật ở đâu ra? Ông dựa vào đâu? Ông đó luật Mỹ hả? À? Bản thân ông về Mỹ người ta coi ông ra cái thứ gì? Đi làm thuê chứ chắc ai thuê. Cái thân của ông già rồi, ông đi lấy một con vợ trẻ như vậy đó. Ông nghĩ rằng nó chung tình với ông à? Nó sống với ông suốt đời suốt kiếp à? Có đúng không quý vị? Hôm nay tôi phải nói để cho quý vị biết rằng là cái nguồn cơn của nó là nó muốn dụ dỗ anh Dũng với tôi và sẵn sàng thuê 3-4 luật sư cho tôi miễn phí để chống phá lại chính quyền Việt Nam, để đánh phá bỏ đi cái luật 331. Có không ông hồn? Vậy tâm hồn ông có phản động không? Ông nói cho trước công chúng nghe đi. Nhưng ông đã từng phản động, ông đã từng thực hiện cái điều đó rồi. Còn mọi người á, nói á, tôi thấy mắc cười. Sao không đi báo công an? Ủa sao biết tao không đi báo công an? Xung quanh tao á là chồng tao, nhân viên tao đầy. Tại sao biết không báo công an? Cái chuyện tài trời vậy mà không đi báo công an vậy? Hỏi cũng hỏi, ngu cũng hỏi. Chẳng lẽ bây giờ người ta đến Đại Nam đông như vậy á, ta dễ đạch lên ta lo người ta ra công an? Ai mà bất lịch sự dữ vậy? Còn có hay không để cho nghiệp vụ người ta làm? Và tới ngày hôm nay
có ai thấy bà dịch tân dịch giật đó đâu không vậy? Hả? Có không? Đang trốn ở chốn nào? Xong đi tìm đi. Mà tôi biết rất nhiều người tìm, mà tìm làm sao ra được. Những cái tội này á là tội tại trời. Có biết không? Tôi là bà tổng, là chủ của Đại Nam. Tôi không nói bậy được. Làm sao tôi đi nói bậy được? Tôi không ân oán gì với bà ấy. Tôi cũng không biết bà ấy là ai. Tôi mới về, tôi cũng không biết ông Minh Tuệ là ông nào. Mắc mớ gì? Tôi đâu có lãnh hán đâu. Đúng không? Nhưng đụng tới những cái chuyện nhạy cảm này buộc tôi phải xử lý. Là tôi tự vệ. Mà quý vị thấy không? Tôi tự vệ. Bây giờ quay qua là kéo tôi là cùng phe với bà là trời ơi, ôm ấp là thân thiện. Ủa? Một con người sống mình có tình cảm chứ. Mình thấy người ta khóc, mình thấy mình cũng phải rung động chứ. Mình cũng biết người ta chuyện gì người ta khóc. Nhưng khi người ta đề nghị mình những cái chuyện đồng trời thì tôi phản ứng liền. Đó, tôi nói luôn cho những cái người hay thiếu hiểu biết, phải mở cái não ra nha. Hiểu CEO là cái gì không? Hả? Mà nếu như trong cái khoảng khắc đó mà tôi lịch sự quá, tôi gật đầu xong rồi chị chơi, chị cho em số điện thoại đi, à, về em sẽ liên lạc với chị. Rồi mấy mốt con mẹ dịch giật nó bị bắt á, tự nhiên á, à, bà này hôm bữa tới Đại Nam nè, nó chụp hình với bà Hằng nè, bà Hằng lau nước mắt cho nè, cái lại vu khống cho tôi. Cái đầu CEO không có đơn giản như tôi cưng nghĩ đâu nha. Không đơn giản đâu nha. Nếu đơn giản á thì đã không có câu chuyện tới ngày hôm nay, có đúng không? Cho nên tôi khuyên quý vị một cái đầu tiên, bây giờ công nghệ hiện đại lắm, đừng chơi ai tin quá. Nó ghi âm, nó chụp hình, nó để làm cái để nó khống chế mình. Nhớ quý vị, cái út ghi âm nó có chút xíu như vậy à, nó ghi âm hết tất cả cuộc nói chuyện, sau đó về nó cắt một đoạn nào đó thôi, nó đưa lên đó. Cho nên thằng Hoàng Yên là một trong những thằng bán đứng, ai thì quý vị biết rồi đó. Đó là gì? Đó là một niềm tin mà họ đã trao dành cho nó, mà khi đổ bể ra lập tức họ xóa sạch liền, đúng không? Tôi đã không muốn nói những câu chuyện này, nhưng mà rõ ràng trong một cuộc chơi nó quá khập khỉnh, có một mình tôi thôi chập hết. Tôi đi tù là vì tôi vi phạm pháp luật. Tôi chấp nhận tôi nói bậy, tôi đi tù. Nhưng tôi không xin, tôi không gian xin, tôi chung đủ tôi về. Vậy thôi. Còn bao nhiêu điều tôi còn muốn khuyên quý vị nữa. Chẳng hạn như tôi nói á, thằng Đàm Minh Quân là thằng nào tôi không biết mặt, nhưng rõ ràng nó vô trong trại giam. Bà Nguyễn Thị Phấn ở trong trại giam An Phước là nạn nhân của nó. Tôi nói đây, tôi mong cho nó nghe, mày khốn nạn vừa thôi, mày gạt một cái bà già, mày nói mày chuyển cho tao bả 100 triệu đô la qua ngân hàng Singapore, rồi Singapore chuyển về trong Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phấn phải kêu và quản giáo đi ra ngân hàng xác nhận tiền cho bả 100 triệu đô của thằng Đàm Minh Quân chuyển cho tôi để đưa vào sổ cho tôi đi chợ. Quý vị nghe có đau lòng không? Tất cả những người nó dùng để làm coi như là công cụ cho nó toàn là những người thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn. Tôi nói đừng nói ở đây tù nhân lương tâm, tù nhân lương tháng, nghe cho bà rõ, tù nhân lương tháng. Thứ nhất, thứ hai, đặc biệt là tội phản động, đi tù không bao giờ nhận tội. Tôi trong đội 7 nè, nó tưởng tôi phản động nhưng không nha. Nguyễn Phương Hằng này yêu nước thương dân, tới chết cũng thờ một trái tim trong lòng mình là mình sinh ra ở Việt Nam này nha. Cho nên đó, tôi đã trải qua, tôi biết bao nhiêu người nhìn mặt mày ngơ ngác, không có một chút nào thông minh, không có một chút nào gọi là có một cái gì mà để cho tụi nó điều khiển, mà tự hào vô cùng. Tù nhân lương tháng, một tháng nó gửi cho mấy trăm đô rồi đi tù nó bỏ mặt, vẫn tưởng tượng rằng tiền gửi qua chưa 100 triệu đô nha. Tôi nói đây có trại giam An Phước và bà Nguyễn Thị Phương đang ở đó, nghe cho rõ nha. Nó bỏ mặt, nó gửi một tháng 200-300 đô nó nuôi, rồi đi giải truyền đơn, đi lật đổ cho nó làm những chuyện hôi nách, xong đi tù rồi ôm chịu một mình, có khốn nạn không? Chính thằng Đàm Minh Quân, bà Nguyễn Thị Phấn là nạn nhân của thằng Đàm Minh Quân.
Mà tôi bây giờ tôi chưa biết mặt thằng chó đẻ cái thằng nào mà hại người ta, một người già năm mươi mấy sáu chục tuổi đi đứng không vững, lật đổ cái gì? Có phải tù nhân lương tháng không? Đi biêu điếu không? Còn cô giáo, những người độc thân là những người là công cụ của tụi đó để cho tụi nó sử dụng, đi đãi truyền đơn, đi tuyên truyền, đi đánh phá tổ chức này tổ chức kia. Tao nhìn mấy cái tổ chức của tụi bay, tao muốn ỉa trong quần, muốn đái vô mặt tụi bay. Yếu rồi đã gió. Rồi những cái người mà bị bắt á, tôi nói thật với quý vị, nhìn không ra ôm, ra ngô, ra khoai nào hết. Mặt mũi đó thật, nó không thể làm một cái chuyện bình thường được, nó là chuyện bất thường. Cho nên chúng ta phải cẩn thận vô cùng, vô cùng. Không khéo á, vài trăm đô tụi nó mình trở thành công cụ của tụi nó. Chẳng hạn như bây giờ tôi lên, tôi nói cho mọi người thấy là cái bà đó bà tới như vậy vậy đó. Mà bây giờ phải thấy không? Quay ngược lại nói tôi trong tổ chức tụi nó thế này, thế nọ, thế kia. Tôi là trong tổ chức tụi nó. Quý vị thấy không? Thấy ghê gớm không? Cho nên tôi nói thật với quý vị, hiện nay trên mạng xã hội á, quý vị lo lắng cho tôi lắm. Tụi nó bày đàn không bao giờ làm được gì tôi. Bởi vì sao? Tôi coi như rác, tôi khinh. Thấy không? Tụi mày là những cái loại thành phần mà là rảnh rỗi xanh nông nổi. Đi kiếm tiền đi, cho gia đình mình đi, rồi giúp dân đi. Lúc đó đó mới đáng kính trọng đó, đúng không? Còn tụi bay bày đàn nhau, trời ơi, tôi nói đụng với ông Minh Tuệ, tôi nói tôi kêu vậy là tôi đã quá lịch sự rồi, đúng không? Sự thật sẽ lột trần ra tất cả. Tin tôi đi, công an Việt Nam rất giỏi. Có một thế lực nào vô đây làm được cái gì không? Đừng có ảo tưởng. Tụi bay đủ chiêu trò lọn lắm, đủ kiểu. Tụi bay thèm Đại Nam ta lắm đúng không? Mê Đại Nam ta lắm đúng không? Mê bà Hằng lắm đúng không? Nghĩ rằng bà Hằng đi về, bà Hằng sẽ căm hận. Không nha, cái nào ra cái đó nha. Toàn dân này có cả trăm triệu người, một hai người làm cho tôi đau khổ chưa nghĩa địa gì hết nha. Nhưng hàng trăm triệu dân này tôi muốn giúp, tôi muốn cống hiến, tôi muốn được hy sinh, tôi muốn được bảo vệ dân, bảo vệ cái đất nước này. Tôi có tội gì? Tụi bay đi chửi ta hàng ngày, hàng giờ, có cái tội gì? Ngoài tụi bay nói ta mê trai, có con nào không mê trai không? Chỉ cho tao coi coi. Trời sinh đàn bà ra để làm cái gì? Bà sinh đàn ông ra để làm cái gì? Để mê nhau. Tại sao tụi bay ngu muội đến nỗi mà tụi bay chỉ có nhiêu đó, tụi bay nói hoài, tụi bay không thấy nhục hả? Chồng tao không phán xét tao, mắc mới tụi bay đau đớn dữ vậy? Hay là tụi không cam tâm tại vì tao đẹp, tao giàu, tao được nhiều người yêu mến quá, tụi không cam tâm, tụi bay rủa xả tao đủ điều. Nhớ nha, nhân quả là một vòng tròn đó, sẽ có một lúc nào đó tụi bay sẽ học được một bài học mà tụi bay sẽ nhận ra là mình đã gieo nhân cách, mình gặt hậu quả. Nhân quả là có thật và tâm linh cũng là có thật cho quý vị. Tại sao rất nhiều câu chuyện tôi chưa tiện nói cho mọi người nghe? Chứ không phải là tôi không, tôi ngu, tôi dốt, tôi không hiểu biết đâu. Bây giờ quay ngược trở lại nói rằng là tôi theo phản động rồi tôi thương yêu tụi phản động. Không hề. Nếu có đó ha, thì tôi đã không phải như vậy rồi, đúng không? Ôm ấp thế này thế kia. Thôi một con người mình thấy người ta đau khổ là mình phải chia sẻ người ta chứ, mình là con người mà. Mình đâu phải xúc vật đâu mà mình không biết đau xót trước cái cảm xúc của người khác, đúng không? Giờ quay ngược lại nói tôi là Việt Tân, nói tôi là hả trong đồng bọn tụi nó thế này thế nọ thế kia. Xưa rồi nhiễm, tôi chỉ biết đi kiếm tiền thôi, chỉ biết đi kiếm tiền giúp người thôi. Dạ em chuẩn bị họp anh có biết không? Cho nên biết không, cho nên biết không, cho nên biết không, cho nên ông không còn cửa nẻo nào với xã hội nữa hết á. Thích mai lên đăng hàng nói chuyện tiếp được chưa? Đó, hôm nay tôi đã nói rồi, tôi đã âm thầm tôi rút lui, tôi chơi một cuộc chơi pháp lý. Tụi bay cố gắng chửi tao nữa đi nha, cố gắng đi. Tao không cần cãi nhau với tụi bay trên mạng xã hội đâu, bởi vì tao đã nói là tao không muốn một cái gì trên mạng xã hội hết. Nhưng ngày hôm nay ông rút lui thì tới phiên tôi nói, tôi sẽ nói và ông thích mời ông lên nói tiếp.
nhà ông Hoàng Duy Hùng, một người đàn ông vô liêm sỉ, mất nhân cách để tấn công một người phụ nữ không hề quen biết, bởi vì sao? Không đạt được mục đích của mình. Cái nữa đó là tại sao đụng với ông Minh Tuệ, ông dễ đạch đạch, ông đau đớn vậy, và tại sao đụng với bà Diệp Tân, ông lái dư luận đi qua một hướng khác. Ông có trong đó không mà sao ông lo lắng dữ vậy? Ông hoang mang đến tột độ vậy hả? Hay ông bị gì vậy? Đúng không quý vị? Chúng ta phải đánh một dấu hỏi. Và ngày hôm nay vô tình mọi người đang xem YouTube lên kinh dân đất Việt sẽ thấy rằng ở bên Mỹ nó tổ chức một cuộc họp, nó đem ông Minh Tuệ ra, nó đòi giải cứu ông Minh Tuệ và kiện cả Việt Nam. Hãy vào kênh Gất Việt mà xem như những gì bà Việt Tân nói với tôi và cái cuộc họp đó nó có trùng hợp hay không. Hãy vào kênh Gất Việt mà xem. Bây giờ thì đến giờ tôi đi họp rồi, tôi vẫn đi làm, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường nha quý vị. Quý vị thấy em đẹp không? Rất ư là xinh đẹp, đúng không? Bây giờ thì bén lắm nha. Ok, xin chào tất cả mọi người. À, tôi có dịp thì tôi sẽ quay lại, tôi chia sẻ với mọi người 5-10 phút gì đó. Tạm biệt quý vị nha. Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Tôi phải đi làm việc đây. Xin chào.